Hello xin chào tất cả anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại kênh HCTool.com của mình là Thắng. Hôm nay mình xin mang đến cho anh em một cuộc đối đầu vô cùng thú vị giữa hai cái sản phẩm đến từ hai cái thương hiệu, đó chính là túi đựng dụng cụ 16 inch và cái túi thứ nhất nó đến từ thương hiệu Stanley. Và mình nghĩ là cái thương hiệu Stanley này nó cũng đã rất là phổ biến và anh em biết đến cái thương hiệu này cũng rất là nhiều. Và một chiếc túi do công ty HCE nhập khẩu và phân phối thì hai cái túi này nó sẽ cùng một cái phân khúc, đó chính là phân khúc dưới 500 ngàn. Vậy thì hai cái ứng cử viên này, ứng cử viên nào sẽ giành được chức vô địch thì mình sẽ cùng anh em tìm hiểu ngay sau đây. Ok, thì đầu tiên và đập vào mắt mình ngay vào luôn đó chính là cái kích thước ban đầu của cái sản phẩm. Ở đây kích thước mà nhập về ngay ban đầu thì nó đã có kích thước như vậy rồi, vì là nó sẽ làm bằng hai cái khung ở đây, khung chữ A để tạo ra cho cái sản phẩm nó luôn ở trong cái trạng thái một cái túi như vậy. Và bên này thì sản phẩm đã gọn nhẹ hơn khi mà chúng ta không để cái gì cả, thì nhà sản xuất đã gấp lại như vậy. Ở đây chúng ta sẽ mở ra như vậy, nó sẽ thành một cái túi. Cái này thì mình sẽ cho anh em đánh giá về cái này, thì một số anh em sẽ thích cái kiểu như vậy hơn và một số anh em thì thích gọn nhẹ. Thì ở đây mình cho hai cái hạng mục này nó sẽ bằng điểm nhau và mình sẽ cùng anh em đi qua cái phần tiếp theo. Ôi, tiếp theo thì mình muốn mang đến cho anh em đó chính là cái thiết kế về bề ngoài của hai cái chiếc túi này. Thì đầu tiên là cái chiếc túi đến từ công ty HCE thì nó có một cái màu đen chủ đạo và được đi những cái đường chỉ vàng để tạo lên những cái nét nổi bật. Và chiếc túi thứ hai đến Stanley thì chiếc túi này cũng có màu đen chủ đạo và pha thêm một cái màu vàng là điểm nhấn. Thì theo mình thì mình sẽ không có bình luận về cái mẫu thiết kế này, vì là mỗi anh em sẽ có một cái sự cảm nhận khác nhau về cái độ đẹp xấu khác nhau. Ok, thì mình sẽ đi vào cái phần tiếp theo. Ok, tiếp theo mình muốn mang đến cho anh em đó chính là cái phần mà anh em thường hay quan tâm nhất trên một chiếc túi, đó chính là cái sự chắc chắn của những cái phần tay xách cũng như là cái phần dây đeo, để mà khi anh em mang những cái dụng cụ di chuyển thì nó sẽ không bị rách, đảm bảo được cho anh em là cái thời gian sử dụng nó sẽ lâu. Vậy thì ở trên hai chiếc túi này nó sẽ khác nhau như thế nào? Thì đầu tiên mình sẽ đi về chiếc túi Stanley. Thì cái phần tay nắm này nó vẫn được ở đây, nó vẫn là bằng vải. Và cái phần móc, phần quai đeo nó gọi là làm bằng móc nhựa anh em. Ở cái phần này thì mình thấy là nó may cũng rất là chắc chắn. Và ở đường may ở cái phần túi sách thì anh em có thể thấy, mình sẽ chiếu gần lại cho anh em, thì đó chính là may từ trái qua phải. Ok, và ở đây mình đây còn một cái phần nữa, đó chính là phần quai đeo, nó sẽ được làm bằng bằng nhựa mềm anh em. Và tiếp tục qua cái túi của công ty HCE thì đầu tiên về cái sự chắc chắn thì mình tin chắc rằng chiếc túi này chắc chắn là nó sẽ chắc hơn. Thứ nhất đó chính là phần quai đeo thì nó được làm bằng kim loại, và những cái đường chỉ may ở đây anh em có thể thấy những cái đường chỉ may của chiếc túi này nó đều là may rích rắc lên xuống như vậy, thì may như vậy nó sẽ cái khối lượng chỉ nó sẽ nhiều hơn, may tỉ mỉ hơn, như vậy thì nó sẽ gia tăng cái sự chắc chắn hơn khi mà anh em mang những cái đồ này. Hoặc là ở đây nó sẽ có hai cái phần như vậy, anh em có thể kết hợp lại khi mà anh em mang nặng thì nó sẽ gia tăng gấp đôi cái sự chịu lực cho anh em, thay vì ở bên này chỉ có một cái. Hoặc là ở đây anh em thuận vai nào thì anh em có thể đổi qua lại. Và cái phần tay nắm ở đây nó đã có cái cải tiến hơn so với cái sản phẩm túi của Stanley, đó chính là cái phần tay bằng nhựa. Ở đây mình đánh giá là cái này là một cái rất là hay, vì mình thường ra khi mà anh em mang túi ấy, những cái túi chiếc túi như vậy thì khi mà mang nặng thì nó sẽ siết vào tay của anh em rất là đau. Và còn ở sản phẩm này thì theo mình cái cảm giác cầm rất là thoải mái và vừa tay, nhựa cứng như vậy nó sẽ tạo ra cái sự cân bằng khi anh em mang chiếc túi. Và phần cuối cùng đó chính là cái phần quai đeo. Ở đây nó đã, theo mình thì thực sự là chiếc quai đeo này rất là êm ái khi mà đeo lên. Còn cái chiếc này thì ra theo mình thì làm cho có thì đúng hơn. Ở đây thì nó đã cải tiến hơn một chút, nó còn có chút vải, nó sẽ bông ở đây thì nó sẽ mềm mại hơn. Cái phần tiếp theo mình muốn mang đến cho anh em đó chính là mình sẽ xem được là bên ngoài này sẽ có bao nhiêu ngăn giữa hai chiếc túi. Ok, mình sẽ đếm số ngăn của thằng này trước. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bắt đầu à, đây 7. Ok, bên ngoài nó sẽ có 8 ngăn. Vậy thì chiếc túi Stanley sẽ có bao nhiêu ngăn? 1,
2, 3. Không có túi ở hai bên không? 4, 5 và 6. Chiếc túi xe này chỉ có 6 anh. Và thêm một cái điều nữa anh em có thể để ý, đó chính là ba anh em ở ngoài này thì nó đều có cái phần nắp đóng mở cho anh em. Như vậy thì theo mình mang, khi mình mang đi trên đường nó sẽ yên tâm hơn ở sản phẩm này. Vì là khi mà chúng ta bỏ đồ vào đây mà nó không có cái sự che chắn gì giống như ở đây thì nhớ mà nó rơi anh em sẽ rất là không yên tâm khi di chuyển. Và ba cái chiếc túi đằng sau đây thì nó cũng không có cái phần nắp trắng, nhưng mà theo mình nó chỉ để cái gì mỏng mỏng thôi chứ nó cũng không hẳn là túi anh em. Thì cái phần này nó sẽ tựa vào hông của anh em. Đây là thường anh em sẽ không để được cái đồ gì nhiều đâu. Tốt nhất là không để đồ luôn, hoặc là để những cái gì nó giấy nhám hoặc cái gì đó để cho nó vẫn cứ giữ được độ phẳng để anh em thoải mái khi mà anh em mang. Còn ở đây thì chiếc túi này đều là những chiếc túi anh em có thể thoải mái bỏ vào đây. Ok, về thì số túi thì điểm cộng lại thuộc về chiếc túi đến từ công ty HC. Về tiếp theo thì mình muốn mang đến cho anh em đó chính là cái phần đế. Thì hai cái phần đế của hai chiếc túi này đều làm bằng nhựa như nhau, chất liệu như nhau. Và nhìn thì có vẻ chiếc túi của Stanley thì nhựa nó sẽ bóng hơn. Ok, và về xem cái cấu tạo của đế thì ở phần dưới của cái đế của chiếc túi Stanley thì có cái phần chống mài mòn rất là lớn, chạy đều của túi, đảm bảo cho cái khả năng mà khi anh em để mọi vị trí nó đều tiếp xúc đầu tiên ở cái gò này. Còn cái phần của chiếc túi này, chiếc túi này thì có cái phần chống mài mòn rất là nhỏ nha. Đây cũng là một cái điểm trừ của nó luôn nha, vì là khi mà anh em để ở giữa đây nó sẽ bị trùng xuống ở cái phần giữa này, và hai cái phần đế này nó sẽ không có còn tác dụng nữa. Như vậy thì cái phần thắng sẽ thuộc về chiếc túi Stanley về cái phần cấu tạo đế. Và sau đây mình sẽ mở hai chiếc túi này để so sánh cái bên trong hai chiếc túi này nó khác nhau như thế nào để cho anh em cùng theo dõi. Ok, về phần cấu tạo của hai cái chiếc túi này thì đều là hai chiếc túi chống nước như nhau. Vậy thì cấu tạo của nó sẽ như thế nào, anh em cũng cùng theo dõi phần bên trong của nó sẽ chống nước như thế nào. Ở phần bên trong của cái chiếc túi này thì mình sẽ cảm nhận được khi mà mình tiếp xúc với nó thì nó sẽ có ba lớp, lớp vải ở ngoài đây, một cái lớp vải bên trong, và ở giữa nó sẽ là một cái lớp nhựa để giúp cho chống nước. Tương tự như ở chiếc túi này cũng vậy, nhưng mà chiếc túi này thì nó không làm bằng nhựa, hoặc là nó không làm bằng cái vật cứng, nó sẽ làm bằng mình nghĩ là chiếc mút chống nước. Ở giữa cũng có ba lớp, lớp vải ở ngoài, ở trong và ở giữa là lớp mút. Và một số cái phần vải khác thì nếu không được mút thì nó sẽ làm giống như vậy, nó sẽ tráng một cái lớp nhựa, anh em thấy không? Ở đây cũng vậy, chiếc túi này là một số cái chỗ phần đây, nó cũng sẽ tráng những cái lớp nhựa chống nước ở đây. Ok, về cái đặc điểm cấu tạo thì theo mình thì đánh giá thì nếu mà anh em nào mà thích về cái sự bảo vệ những cái đồ vật bên trong tốt hơn thì chiếc túi giành thắng cuộc đó chính là chiếc túi này, vì là có một lớp nhựa bảo vệ nó sẽ chống va đập tốt hơn, bảo vệ sẽ tốt hơn. Còn ở đây lớp mút thì nó sẽ không có cái lớp nhựa đó, thì đương nhiên thì nó sẽ đổi lại cho anh em được một cái gọi là sự nhẹ nhàng khi mà chúng ta mang, trọng lượng của chiếc túi nó rõ ràng sẽ nhẹ hơn chiếc túi này. Và tiếp theo mình sẽ đi đến cái phần số ngăn ở trong để cho anh em cùng theo dõi. Thì chiếc túi này mình sẽ đem số ngăn cho anh em, một cái ngăn lớn và 6 ngăn nhỏ đây. Ở chiếc túi này cũng chiếc túi này thì chỉ có một ngăn lớn và 4 ngăn nhỏ thôi, 1, 2, 3 và 4. Nên mình cái ngăn bên trong này thì nó cũng không quan trọng, nhưng mà nó sẽ giúp ích rất là nhiều cho anh em. Nếu mà anh em nào mà có rất là nhiều dụng cụ để anh em phân loại nó ra, thì nếu mà anh em nào mà rất là nhiều dụng cụ mà cần phân loại thì chiếc túi bên đây nó sẽ là chiếc túi sự lựa chọn của anh em. Còn chiếc túi đây thì nó hạn chế hơn về mặt túi, thì anh em nào mà hay sử dụng ít dụng cụ thì có thể lựa chọn chiếc túi này. Và một vài cái chi tiết nhỏ nữa sẽ khép lại cái phần so sánh giữa hai chiếc túi, đó chính là chiếc túi đây là sản xuất tặng cho chúng ta một cái hộp đựng ốc vít hoặc là phân loại, một cái tắc kê hay gì đó cho anh em, để tùy anh em để cái gì cũng được. Chiếc túi này thì không có cái sản phẩm đó. Và ở đây mình để ý đó chính là chiếc khóa của chiếc túi này nó bự hơn của bên túi của Stanley. Đây mình sẽ kéo vào và đưa cho anh em lại để anh em so sánh. Này nó phải bự hơn gấp đôi luôn anh em. Và một cái điểm nữa đó chính là phần đây nó không có khóa, chúng ta không thể khóa được, nhưng mà ở đây nó có cái đầu giúp là chúng ta có thể kéo hai cái và có thể khóa được. Nó cũng là một cái điểm mà cộng nhỏ để cho tránh trẻ em hoặc là những cái người lạ máy máy thôi, chứ cũng không thể chống được kẻ trộm đâu. Ok, vừa rồi là những cái thông tin cuối cùng mà mình muốn mang đến cho anh em về hai cái sản phẩm này. Vậy thì cái sản phẩm nào mà giành thắng cuộc trong cái cuộc so sánh vừa rồi thì chắc chắn là anh em đã tự có cái đánh giá riêng của mình. Và một số anh em sẽ thắc mắc rằng về giá của hai cái sản phẩm này, thì hai cái sản phẩm này đều thuộc cái phân khúc đó chính là dưới 500 ngàn, thì theo mình thì nó sẽ không có sự chênh lệch quá nhiều, và nếu mà có sự chênh lệch thì mình nghĩ là đó chỉ bằng một cái túi phải anh em ăn hàng ngày mà thôi. Nếu mà anh em nào mà có nhu cầu về một trong hai cái sản phẩm này thì có thể liên hệ đến số hotline của công ty HCE, hoặc là anh em có thể để lại số điện thoại ở bên dưới cái phần comment, sẽ có các bạn sale liên hệ và tư vấn để chờ anh em.
Ok, vậy thì suy nghĩ của anh em về hai cái sản phẩm này như thế nào? Xin mời anh em để lại cái suy nghĩ của mình ở dưới phần comment để chúng ta cùng thảo luận. Và cuối cùng thì mình xin chúc các anh em có một cái tuần làm việc thật là hiệu quả. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các clip lần sau.